tuyến đường nối Đô Lương - Anh Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2008 với chiều dài hơn 39 km. Và công trình này do Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn làm chủ đầu tư. Công trình được thiết kế có chiều rộng nền đường 6,5 m và bắt đầu thi công từ năm 2010. Cuối năm 2015, phần lớn các gói thầu cơ bản hoàn thành thông tuyến. Không có gì để bàn, nếu như tuyến đường này được khánh thành đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đề ra để phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân. Song đến nay vẫn chưa thực hiện được vì nguyên nhân đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng như thế này. Trực diện con mắt của con người nhìn thấy bề mặt đường này là quá là ít nguyên liệu kết cấu, ví dụ cụ thể là nhựa quá ít. Đầu tư vào cái nhựa cho mặt đường là quá ít. Mà tôi cho rằng với cái mặt đường với giá thành nhà nước người ta cho phép không phải là làm như thế này. Đây là phân đoạn từ km 14 cộng 700 đến km 18 đi qua địa bàn xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Kết cấu mặt đường, lớp nhựa đã bị bong tróc. Nền đường sụt lún rất sâu, tạo thành các ổ voi nối dài, cản trở việc đi lại cũng như gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cái đường này là rất là khó đi, xe cò đi lại kể cả xe tải nhiều phải tránh qua bên bụi đấy, xe máy đi lại vô rất là khó, nhiều khi là phải đi từ từ, có thể là phải như hôm trước là có thể là phải đứng lại dắt vì là mưa nó trơn, chỗ đọng được hai bên chỗ này rất sâu, đường này rất là kẹp, đài rất kẹp bởi vì mới làm từ năm ngoái, giờ đến lúc này là một chiếc 100. Lý giải về nguyên nhân đường xuống cấp quá nhanh, lãnh đạo ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Anh Sơn cho rằng có thể trong khi thi công, chủ đầu tư thiếu sự giám sát. Do đó, công đoạn xử lý, lưu lèn đường chưa được đảm bảo. Cộng với số xe quá tải tránh trạm kiểm soát của các cơ quan chức năng chạy vào tuyến đường này, nên kết cấu mặt đường biến dạng. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân phản ánh, ngoài những lý do trên thì kỹ thuật thi công cũng là nguyên nhân. Đoàn qua xã Vĩnh Sơn thì do tổng công ty lùng lốp Bộ Quốc phòng thi công, thì về năng lực đánh giá chung thì chắc chắn là họ sẽ đảm bảo, nhưng mà riêng cái một cái sĩ nghiệp, một cái tổ đội phụ trách cho quá đoàn Vĩnh Sơn thì nó không được đảm bảo lắm, buộc tổng công ty họ phải cử những cái tổ đội khác đảm bảo để làm cho đảm bảo thôi. Mục tiêu lớn nhất để nhà nước đầu tư nguồn vốn xây dựng tuyến đường tả ngạn sông Lam nối huyện Đô Lương, Anh Sơn là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các xã nằm ở bên kia sông Lam có thể thông thương phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo khu vực còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc khắc phục sửa chữa trước khi bàn giao tuyến đường tả ngạn sông Lam từ đơn vị thi công cho chủ đầu tư là huyện Anh Sơn là vấn đề tất yếu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu tuổi thọ công trình này sẽ tồn tại được bao lâu, khi mặt đường đã bị biến dạng, xuống cấp quá nhanh trong thời gian chỉ mới được tính bằng ngày.